xin chào các anh chị và các bạn thân mến. Mr. Hill đang có mặt ở vị trí này, đó là ở phía Bắc đảo, phía phần đông của Bắc đảo các bạn, gọi là Đông Bắc đảo, ở xã Bãi Thơm, rất là tuyệt vời. Và ở chỗ này Mr. Hill xin phép review cho các bạn, rất là đẹp với những góc cạnh và bãi tắm thật đẹp. Đấy, nơi này các bạn có thể cắm trại dã ngoại cũng như là thưởng thức những hải sản tươi ngon thật là tuyệt vời. Chúng ta cùng đi review cùng Mr. Hill nha. Go! Ok, các bạn biết không, ở góc vị trí này mình muốn review cho các bạn xem đấy. Đây là một cái chòi ở ngoài biển, ngay chỗ gần sát bờ thôi. Người ta làm những cái võng dăng ra để cho các bạn có thể là ngồi nghỉ ngơi và relax ở trên võng ngay giữa biển luôn các bạn. Rất là tuyệt vời. Và xa xa đó, ngay chỗ có những con tàu đó, thì có một cái chòi ở ngoài biển, thì cái gọi là chòi bè đó các bạn. À không, gọi là chòi... chòi sàn đi, nó nằm ở ngoài biển đó các bạn. Thì các bạn có thể là ăn hải sản và thưởng thức gió biển và thưởng thức những hải sản ngon tuyệt vời luôn. Ok, quá đã. Là tuyệt vời khi các bạn có thể đứng ở ngay vị trí này của Mr. Hill, các bạn có thể ngắm phía xa xa, đó là một dãy núi của bên Campuchia các bạn, rất là tuyệt vời. Đó là dãy núi mình nghe nói là tên là Tà Lơn, núi Tà Lơn. Thì từ ở vị trí này cách xa qua bên chỗ dãy núi phía bên Campuchia thì cũng không xa lắm đâu, nếu mà ngồi tàu đi qua bên đó thì mất cũng khoảng, mình nghe người dân nói ở đây là khoảng tầm là 2 tiếng hơn đó thì mới qua bên đó. Ngồi tàu ghe nha các bạn, chạy mà chạy xuồng máy mà máy mạnh mới chạy nổi đó nha. Và phía xa xa đây bên trái của các bạn nè, đó là có một cái hòn đảo nhỏ ở ngoài biển luôn, thì người ta cũng bắt một cái cầu đi qua bên đó, hòn đó nó gọi là hòn một, rất là tuyệt vời. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đi một vòng khám phá ở xung quanh nơi này như thế nào nhé. Ok, go. Các bạn thân mến, đây là cái không gian mà Mr. Hill mới nãy có nói với các bạn, đó là đây là không gian các bạn có thể chơi đốt lửa trại ở khu vực này, rất là đẹp nha. Và phải nói là rất là an toàn, ngay sát bờ biển luôn. Và đây là những cái căn chòi mà khách có thể ở lại đây qua đêm. Vào những căn chòi này giá thuê rất là rẻ nha các bạn, ngủ rất là êm luôn. Ok, mình đi một vòng tiếp nào, go. Mr. Hill sẽ đi dạo cái khu vực này cho các bạn xem. Đây là một cái không gian mà phải nói là rất là đẹp, để trong cái ống kính để mà view cho các bạn xem. Chúng ta có cái chỗ này là xích đu để cho khách có thể ngồi chơi thoải mái nè. Đó. Và mình có thể ngồi đông đưa. Yeah. Quá đã luôn.
Hôm nay là trời mưa, mới hết mưa nên mới tôi hiểu quay, trời nó còn tối tối, không biết các bạn có thấy rõ không. À, ngoài ra thì còn có thêm thuyền kayak nữa, các bạn đến đây có thể là chơi chèo xuồng thuyền kayak nữa, quá đã. Chút nữa mình chèo kayak cho các bạn xem chơi cho vui. Còn ngoài ra thì đây là cái nhà hàng mà các bạn thấy bên phía bên này nè, đấy thì là một cái nhà mà sàn á các bạn, để các bạn có thể lên cùng với nhóm của mình, gia đình của mình cùng ăn hải sản trên đó, rất là tuyệt vời đó. Nhà đó là sức chứa là mấy bàn luôn đó các bạn, tuyệt vời. Ok, mình đi tiếp nào, go. Tuyệt vời luôn các bạn ơi. Đây các bạn biết đó, chèo kayak ở ngoài này đó là một cái thể thao giải trí đó, cho các bạn ra ngoài này chơi thì các bạn sẽ có được những cái hoạt động giải trí trò chơi này trên bãi biển. Quá đã luôn đó. Hôm nay trời mưa nên không có được sáng lắm đó. Nếu mà trời nắng á, thì rất là đẹp vì mới mưa xong nè nên trời tối tối đó, chèo chèo cho các bạn coi thấy đã. Wow, quả kêu luôn nè. Sao luôn, các bạn có nghe mình nói không? Mình cố tình sai vậy đó, các bạn có nghe mình nói không? Hello. Đã quá các bạn ơi. Trò chơi đua kayak trên biển lớn bờ. Vô bờ. Các bạn thấy ở đây tuyệt vời không các bạn? Đây là một góc nhìn khác ở ngay chỗ vị trí này nữa, rất là đẹp. Đây là một cái cầu người ta làm sẵn, cầu gỗ đi ra ngoài cái chỗ đó để mà ngồi chơi relax các bạn, thưởng thức hải sản quá đã luôn. Ok, quá đẹp. Các bạn thân mến, mình đang ngồi ở trên chỗ này là ngay chỗ cái cầu gỗ nè, rất là tuyệt vời. Đi ra ngoài chỗ kia là mới nãy mình có nói đó, đó là cái chòi ở ngoài biển để chúng ta có thể ngồi relax và ăn hải sản và thưởng thức gió biển nha. Và hôm nay rất là đẹp, trời mát mẻ, không có nắng vì mới mưa xong. Ok, quá tuyệt vời.
Ok, cảm ơn các bạn đã follow cùng với Mr. Hill tại video này, và chúng ta sẽ hẹn gặp lại video tiếp theo nhé. Hãy đến tham quan và khám phá bãi thơm Retreat rất tuyệt vời. Hãy đăng ký và like share cho kênh Đặng Hill Vlog nhé. Bye bye. Mời bạn hãy xem video tiếp theo. Hãy đăng ký và like cho kênh Đặng Hill Vlog nha. Hãy nhớ comment cho video của mình ở phía bên dưới nha. Chúc các bạn luôn nhiều sức khỏe và gặp được nhiều niềm vui trong cuộc sống. Và chúc các bạn thành công trong con đường học tập cũng như là lao động nha. Bye bye.